12 giờ, thời gian tưởng chừng nghỉ trưa nhưng lại trở nên đông đúc lạ thường. Có những giấc ngủ vội ban trưa. Có người thì cố níu lại đến mãi khuya, chờ khi phòng trọ hạ nhiệt mới dám về học bài. Cách đầu tiên của em là trụ lại thư viện ở trường ạ. Thư viện thì luôn bật điều hòa 100%, 24/24. Nên là lên đây thì không nóng ạ, rất là mát ạ. Về nhà thì mình bật điều hòa thì lại tốn tiền điện ạ. Bây giờ sinh viên cũng không phải kỳ thi nhưng số lượng sinh viên vẫn tất cả kín các phòng. Thì mở cửa từ 8 giờ sáng đến 21 giờ tối. Kể cả các bạn đang ngồi đây là những cái phòng có điều hòa nhưng những cái phòng bên kia không có điều hòa các bạn cũng lên rất đông. Đến các khu ký túc xá những ngày nắng nóng này, khó có thể điểm danh đầy đủ các bạn sinh viên ở phòng. Mặc dù hầu như ai cũng trang bị một chiếc quạt cho riêng mình, người thì tận hai cái. Có phòng đếm phải tới 10 cái quạt nhưng cũng chẳng làm dịu được cái nóng giữa trưa. Dạ cũng khổ lắm anh ạ, bởi vì là điều hòa thì cũng không có. Nắng thì nó hắt thẳng vào phòng bọn em, buổi đêm sẽ rất nóng và sẽ không ngủ được. Không khí ở trong này nó cũng khá ngột ngạt đấy. Thế là quạt thì cũng không đủ để xua tan được cái nóng. Cao điểm nóng ấy thì bọn em có ba thằng nóng quá thì rủ nhau giải chiếu ra ban công nào. Đủ mọi cách để giải nhiệt trong những căn phòng nhỏ. Ngủ ngoài hành lang hay cách làm truyền thống nhất là đặt chậu nước để tạo quạt hơi nước. Có mua đá về phòng hay là có mấy chậu nước buổi sáng. Đã nóng rồi thì quạt nào cũng chả nóng như nhau thôi anh ạ. Nên là cũng không nhất thiết phải mua quạt to làm gì. Lúc nào cũng ra nằm ngoài hành lang các kiểu. Em nghĩ là cũng phải trải qua những thời gian này mới có thể quý trọng được. Khổ thì sinh viên thời nào cũng khổ ạ. Nhưng mà bọn em thì cũng quen rồi nên nó cũng bớt đi ạ. Tình yêu đông đầy hay để anh chứng minh cho em thấy. Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở miền Bắc sẽ còn có thể kéo dài. Và những sinh viên thuê nhà trọ và phòng không có điều hòa vẫn sẽ phải tìm cách để đối phó và sống chung với nóng.